tải, cho dầu rồi cho tỏi. Tỏi này không băm nát là sao nhỉ? Tái thỏ. Thỏ tái. Thịt phê lê thái mỏng cho vào xào lăn. Thêm một chút bột ngọt có thấm vì nó thơm, và một ít đường. Một muỗng hạt nêm, một ít hạt nêm và một ít tiêu. Bếp nhỏ nó ra nước nhỏ nhỏ cũng thử khò khò mà đun lửa to nó cố ra nước được. Lửa to, lửa cho to thật là to mà. Hơi cho tái đúng không? Sao bếp ra kho khò to, lửa to nó áp chảo giờ nó cháy luôn. Phần này nó tái này ăn mới ngọt. Đây. Thôi rồi, đây là món tái. Thỏ. Gọi là món thỏ tái. Thịt phi lê thái mỏng, ướp xả với lại riềng, phi tỏi. Rồi, xong.